Xin chào anh chị và các bạn, mình là Kim Mãi, hiện tại mình đang học tập và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS trực thuộc khu vực Khánh Hà, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, Mãi có ghé ao của anh Thế Thiện sử dụng thuốc và theo quy trình của OBS 100%. Và lúc trước anh chưa biết đến OBS thì anh nuôi chưa có thành công cho lắm. Đến khi hôm nay anh biết đến OBS và anh nuôi khá là thành công. Và ở đây là nuôi ao đất. Và vài ngày hôm trước anh có thu được 1 tấn tôm và về sai 33 con. Anh rất vui và phấn khởi. Và anh vẫn tiếp tục sử dụng thuốc OBS cho ao nuôi số 2 của anh. Và hiện tại ao nuôi số 2 của anh được 45 ngày và về sai 103 con. Và sau đây Mãi xin mời anh chị và các bạn đi theo Mãi để xem tình trạng tôm. Đây tôm rất là đẹp, rất là sung, rất là lanh. Từng ruột thì rất là to, mặc dù hôm nay trời mưa nhưng tôm vẫn ăn lên mồi và tăng mồi khá là nhanh. Và đây là những sản phẩm mà anh sử dụng bên OBS. Ruột thì anh sử dụng OneVisim, Bioron và Vigosit để nông to đường ruột, giảm tình trạng phân lỏng, phân đứt khúc dính đuôi và dinh dưỡng tăng trọng. Thì anh sử dụng Bufuta, Nutribot và Canxifos để cho chắc vỏ. Còn gan thì anh sử dụng Mendoli, Hercua để giảm tình trạng mờ gan. Và anh không quên đó, anh tiếp tục sử dụng Hemp để tạt gan. Nếu anh chị có cần bắt giống hoặc là test nước cũng như là kiểm tra các thông số môi trường, kiểm tra phẫn và kiểm tra gan ruột trên tôm thì hãy liên hệ em qua số điện thoại là 0822266283. Em sẽ hỗ trợ cũng anh chị cũng như là đến tận ao để lấy mẫu về test hàng tuần miễn phí. Em xin cuối video em xin chúc anh chị có một ngày làm việc thật tràn đầy năng lượng và được mùa trúng giá. Em xin hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.